sống TV. Sau nhiều ngày thì cái việc mà set up cái nhà của mình thì nó cũng xong rồi. Và hôm nay thì mình sẽ mời các bạn đi xem cái nhà này sau khi mà nó được làm nội thất nó ra sao. Trước đây khi mà nhận cái nhà này của chủ đầu tư bàn giao á, thì mình có làm một cái video clip mà đi tham quan nó rồi. Thì hôm nay sau khi mà mình làm cái phần nội thất á, thì mình muốn mời quý vị khán giả đi tham quan lại cái nhà này, xem cái nội thất nó vô và nó làm cho cái nhà này biến đổi ra sao. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ha. Ok, đi thôi, đi thôi. Nhà của mình thì ở trên lầu 10 và đây, mình sẽ mời các bạn đi vô đây. Bây giờ mình sẽ đóng cửa lại. Đây là một trong những cái điều mà mình cố gắng mình làm để mình thiết kế lại căn nhà của mình. Đó là mình sẽ có một cái khu vực nó nhỏ nhỏ như thế này. Mở cửa ra thì bạn không vào nhà liền lập tức, mà ở đây bạn có một cái vách. Cái vách này thì mình treo một cái bức tranh lên để vừa mới mở cửa vào nhà cái mình có hoa sen. Tùy theo mùa mà mình sẽ đổi cái bức tranh này thành những bức tranh khác nhau. Còn ở bên này á, thì mình có một cái khu vực để mình trang trí tranh hoa, rồi chỗ này là nơi mà chứa những cái chìa khóa, khóa thẻ này. Thì mỗi lần đi ra ngoài á, thì mình sẽ sử dụng những cái khóa ở đây, khóa xe ô tô nè, khóa xe máy, rồi khẩu trang, rồi thẻ xe vân vân, nó nằm ở đó. Còn đây là cái này bạn nhìn thấy quen nè, cồn rửa tay. Mỗi lần đi về xịt cồn vệ sinh rửa tay ở đây. Đây là một thói quen nó đến từ sau cái đại dịch, tới giờ mình vẫn còn duy trì nó. Còn ở bên dưới này á thì mình thiết kế một cái tủ, tủ đựng giày đây. Nó được rất nhiều những cái đôi giày và thậm chí mình còn để luôn cả một cái dù ở trong đó nữa. Trong trường hợp mà đi ra ngoài mà đi bộ trời nắng hoặc trời mưa thì mình sẽ sử dụng nó. Và bên dưới bạn thấy không? Mình còn nguyên một cái dãy chỗ này, đó là tủ giày luôn á. Đây. Đấy. À, bên này nữa và ở đây luôn. Và cái cửa này á là nó sử dụng cái cách gọi là cách mở, gọi là nhấn vô rồi nó bật ra. Đây cũng là một cái cách mà mình cảm thấy là khá là thú vị ha. Và bây giờ thì mình sẽ đi vô nhà nào, mình đi qua đây. Mình sẽ vào bên trong nhà. Đây. Khu vực này là cái khu vực living room của nhà mình, một cái phòng sinh hoạt chung. Mình có phòng khách ở đây và mình có khu vực tivi ở đây. Và vợ mình thì thích hoa nên cổ mua cái chậu cây này về khá là hợp. Rồi bàn ăn ở đây. Và cái tủ này á, mặt sau của nó là cái chỗ mà che tấm tranh á. Và đây là cái khu vực mà mình chia nó ra thành cái chức năng, đó là cái nơi của ăn uống. Và thỉnh thoảng thì mình có ngồi đây để mình quay phim nữa. Bạn nhớ cái tấm tranh đó không? Trong một video clip mình đã xuất hiện background là phía sau tấm tranh đó. Còn cái tủ này á thì hiện tại mình đang trưng rượu, tại vì mình có rượu mà mình chưa biết bỏ đâu thôi. Chứ còn về sở thích á, thì mình thích chỗ này á, nó sẽ là cái nơi để mình chứa những cái món đồ lưu niệm hay là những cuốn sách mà mình yêu thích nó nhiều hơn. Hiện tại thì nó đang để nhiều rượu quá thì mình cũng không cảm thấy vui với điều này. Sau này thì mình sẽ làm cho nó vui hơn so với bản thân của mình ha. Như là bớt rượu đi và thay vào đó là những cái món đồ trang trí, những cái cuốn sách hay vân vân. Nó sẽ nằm ở đây. Còn bây giờ thì tạm thời là nó là rượu trước cái đã. Bộ bàn ăn này thì bạn đã từng thấy nhiều lần trong những video clip trước rồi. Mình mang từ nhà cũ qua, bởi vì đây là một cái quà tặng của một người bạn của mình, do đó mình sẽ mang nó theo. Rồi. Khu vực phòng khách. Lần này á, thì mình chọn cái phong cách đó là phong cách Indochina. Nó hơi Tây Tây một xíu mà nó cũng có xu hướng của Á Đông. Nghĩa là cái phong cách này nó giống như là của một cái người mà ở bên Pháp, người ta qua đây người ta xây cái nhà và nó phù hợp với cái điều kiện thổ nhưỡng khí hậu của Việt Nam đấy. Rồi bên này là cái phong cách này thì các bạn có thể đã từng thấy đâu đó rồi, nó là treo tấm tranh lên và một cái tủ hoặc là gọi là một cái bàn console. Thì ở đây thì mình để cái loa. Loa này loa nghe nhạc. Cái loa này thì nó có chức năng nó phát cái tiếng 360 độ phát xung quanh. Nên nhà mình á, khi mà mình sử dụng những cái bài nhạc mà du dương á, thì nó dễ thương lắm. Còn cái đó không phải tấm tranh, bạn thấy trên hình nó chớp chớp à. Thật ra nó là một cái tivi á.
và cái vách này á, là mình làm thêm. Lúc mà mình nhận nhà thì chỗ này không có vách, do đó mình làm thêm vách này. Và bên trong cái vách đó đó, mình đi những cái đường dây để nó đưa xuống dưới này. Ổ điện á, nó nằm bên dưới của cái tủ này để cái tivi đó nó trở thành một tấm tranh. Và cái tivi này thật sự nó tên là The Frame của hãng Samsung á, thì nó mỏng tí xíu à, nó như tấm tranh vậy đó đấy. Và nó cần có một cái bộ giải mã, thì cái tủ này nó giải quyết cái điều đó luôn. Đây, cái cục này bên trong nó chứa những cái bảng mạch rồi mainboard vân 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 vân, những cái cổng kết nối USB này nọ đó là nó nằm ở đây hết. Ở trên này thì nó chỉ có một cái màn hình LCD thôi hết. Và cái tủ này á, thì nó ngoài chức năng trang trí chứa đồ thì nó còn là một cái bộ phận kỹ thuật để mình xử lý cái tấm tranh trên này sao cho nó đẹp. À, rồi tới đây thì bạn thấy cái nhà của mình nó thú vị không? Đây là cái lần mình chuyển nhà lần thứ hai ở Vinhome Grand Park. Do đó từ cái kinh nghiệm của nhà trước mình đã làm cái nhà này và mình hy vọng là nó tốt hơn cái nhà trước. Bây giờ bạn nhìn tổng thể lại một tí xíu ở khu vực phòng khách của mình ha. Đó. Bên thiết kế họ sử dụng rất là nhiều những cái chỉ tường rồi chỉ trần rồi những cái họa tiết hoa văn dán trên tường để nó tạo ra phong cách nó hơi cổ điển và nó cũng hơi hơi hiện đại, nó hơi Pháp một tí nhưng mà nó cũng rất là Việt Nam. Nè, rồi bây giờ mình sẽ đi thẳng ra ban công luôn ha, mình coi ngoài ban công trước trước khi mình đi vào những cái khu chức năng. Ở cái nhà của mình á, thì nó là một cái căn 3 phòng ngủ, căn loại lớn ha, khoảng 91 mét vuông. Ở bên ngoài này á, thì vợ mình cũng yêu thích hoa nên đây một khu vườn nhỏ nhắn xinh xắn. Mình cố gắng mình làm một cái bar ngồi ở đây để tối ra đây ngắm hồ bơi nhưng mà sau đó mình làm không được, tại vì nhà mình có em bé. Làm một cái bar ở đây rồi ghế bỏ ngoài này á thì mình cảm thấy là khá nguy hiểm, và thêm nữa đó là thói quen của tụi mình á lại không có ra ngoài ban công để ngắm cảnh hay là uống rượu uống bia, nên lúc đó mình có tính là mình làm thêm cái bar ở ngoài này nhưng mà sau đó tụi mình không làm nữa, mà là mình sẽ ra đây mình dành thời gian mình chăm sóc cây cối, rồi mình ra đây mình đứng mình chơi rồi thế thôi, rồi mình đi vô. Và tụi mình sẽ không có mang ra ngoài này để ngồi, bởi vì thứ nhất là nó không phù hợp với cái cách sinh hoạt khi mà mình có một đứa trẻ ở nhà, và thực tế là nó cũng không phù hợp với mình luôn, do đó là mình không làm nó luôn. Rồi ok thôi đi vô đóng cửa lại nè. Rồi một cái nhà thì ngoài cái khu vực sinh hoạt ra thì chắc chắn rồi nó sẽ có cái bếp. Và đây là cái bếp của mình. Cái cổng này nó cũng được thiết kế theo cái kiểu của cái hơi hướng Đông Dương ha. Rồi, bây giờ mình đi vô nè. Mình sẽ cho các bạn đi xem từng phần, chắc là mình sẽ xem cái phần bên bếp nấu trước đi ha. Đây thì anh bạn thiết kế, ảnh làm cho mình chắc chắn là chỗ này là cái máy hút mùi nè. Thì nó đã là máy hút bụi á, thì nguyên cái tủ chỗ này nó là cái hệ thống ống dẫn khí đi lên. Rồi hai bên á, thì ảnh làm cho mình cái tủ có đèn led bên trong trang trí. Mình sẽ bỏ những cái đồ gốm sứ của mình lên trên đó cho vui. Rồi tiếp theo bếp. Bếp này là bếp từ, bởi vì ở Vinhome người ta không cho sử dụng bếp ga hay là bếp hồng ngoại, chỉ được xài bếp từ thôi. Tiếp theo là bên dưới, anh thiết kế cho mình những cái ngăn tủ. Thì bên trong này á, đây, những cái thiết bị mà mình bỏ bên trong nè. Lần này thì mình sử dụng cái cách chia ngăn như thế này để mình bỏ nhiều thứ bên trong đấy. Còn kia là tủ lạnh, và cái tủ lạnh này là mình mang từ nhà cũ qua thôi, nó vừa cái ô này thiết kế sẵn rồi. Cái chỗ này là bằng gạch nha, người ta đã chừa sẵn cái ô này dành cho cái tủ lạnh rồi và nó cũng vừa đúng cái form, do đó mình bưng từ nhà cũ mình qua đây mình xài tiếp luôn. Chứ còn về nó thiệt nha, đó là nếu mà tụi mình có mua lại tủ lạnh á, mình sẽ không mua tủ lớn giống như vậy, nhưng mà thôi lỡ rồi có là xài tiếp, bởi vì ở đây bây giờ bạn đi mua cái gì nó cũng nhanh cả nên cái tủ quá lớn thì nó không cần thiết đâu. Một trong những cái lãng phí nhất của nhà mình đó là dọn cái tủ ra và rất nhiều những cái món đồ nó hết đét và phải đem bỏ đi. Bởi vậy tụi mình thường hay đi ra cho cá ăn là do như vậy á, do là đồ ăn trong tủ lạnh nó dư. Rồi bây giờ mình tới phần bếp bên trái. Đây, bên này thì thiết kế là cái khu vực chậu rửa. Chỗ này là dùng để rửa rau, rửa chén vân vân. Và lần này thì mình trang bị thêm cái này, máy rửa chén. Máy rửa chén thì nó sẽ hoạt động tự động,
mình xem review nó sau một lần mà nó rửa đó thì nó tốn tới 3 tiếng rưỡi lần các bạn, nên nó cũng hơi là tốn thời gian. Nếu mà so với mình rửa đó, thì mình rửa sẽ nhanh hơn, nhưng mà so với nó rửa đó thì nó rửa nó mình sướng hơn. Tại vì nó rửa bằng nước nóng, mình đó thì mình không thao tác tay của mình trong nước quá nóng được, do đó nếu mà xét về cái mức độ mà khử trùng đó, thì này nó làm tốt hơn mình ha. Mình sẽ review nó sau, và cũng như lần trước thôi, mình sử dụng cái thùng gạo kiểu này. Nó cái kiểu nó hiện đại xíu, nó không phải là cái kiểu mà mình bỏ cái hũ gạo bên trong một cái tủ nào đó. Rồi tiếp theo nè, đó những cái ngăn tủ này thì mình sử dụng nhiều ngăn tủ để mình thiết kế để mình chứa được rất nhiều thứ ở bên trong đấy. Và bởi vì tụi mình có rất nhiều những cái ngăn tủ bên dưới, nên phần mà bên trong này á, những cái tủ treo ở bên trên á, thì mình không có chứa nhiều đồ, và phần lớn là toàn là những cái đồ mà nhẹ nhẹ thôi. Ở đây nữa, đây là cái tủ mà mình chứa cái chỗ mà ướp chén nè. Đấy, chỗ này thì cái tay này nó nâng lên nâng xuống bằng thủy lực. Hồi xưa ở nhà cũ á, mình đã từng xài cái này rồi và ổn, nên thật ra qua đây mình xài tiếp. Rồi, sau cái bếp ha, bạn thấy cái bếp này sao? Dễ thương không? Bạn có thể để lại comment ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi xem phòng ngủ master trước ha. Đây, hồi lúc mà mình mới nhận nhà thì cái cửa này nó không phải nằm ở đây, mà nó được thiết kế cái kiểu khác, và mình không hài lòng với điều đó. Do đó mình đã xin phép đập một số bức tường và mình dời cái cửa này ra vị trí này luôn. Và bây giờ mình sẽ mời các bạn đi xem. Đây, sau khi mà mình bước vào cửa, mình đóng cửa lại, thì chúng ta sẽ có một cái chỗ này. Đó là một cái khu vực có hai cái tủ hai bên. Tủ này thì là tủ quần áo bình thường thôi, rồi khu vực của bàn trang điểm, một cái ghế đôn. Bạn có thể sử dụng khu vực này, bạn sử dụng để bạn thay quần áo, vân 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 vân. Và khi mà đi qua khu vực phòng ngủ thì bạn không có thấy cái tủ quần áo. Đây là một trong những cái thứ mà mình rất thích, bởi vì mình đi những cái khách sạn đó, người ta thiết kế theo cái kiểu như vậy, đó là trong giường ngủ không có chứa cái tủ quần áo. Và lần này do cái kích thước của phòng này nó rộng hơn, mình đã cố gắng mình đặt được thêm hai cái táp đầu giường hai bên, và vẫn sử dụng cái phong cách đó là phong cách Đông Dương. À, cái giường này thì làm bằng gỗ gỗ thật ha. Đây, chạm khắc vân vân nhiều thứ lắm. Rồi, khu vực này á, thì vẫn được chạy chỉ trên tường rồi trên trần vân vân. Chỗ này á, thì mình đang cân nhắc là mình sẽ có thêm một cái bức tranh hoặc một cái tivi ở đây, và mình chưa có quyết định, mình vẫn đang còn phân vân giữa hai cái lựa chọn, không biết cái nào sẽ tốt hơn. Rồi, ở đây mình có thêm một cái tủ, tủ này là tủ chứa túi xách của bà xã mình. Rồi qua đây, khu vực này thì bạn đã xem rồi ha. Còn đây là restroom. Restroom này thì nó cũng giống y như những cái nhà khác thôi, nó vẫn là cái thiết kế kiểu cơ bản đó, vách kính, rồi lavabo, rồi gương, hết, không có gì cả, không có gì đặc biệt. Hồi trước á, thì cái restroom này á, nó được thiết kế là cái restroom sử dụng chung, và cái cửa này nè, nó nằm tuốt ở trong này, và nó có thêm vách tường nữa đặt ở đây luôn nè. Và mình cảm thấy cái thiết kế đó nó không có phù hợp với cách sống của nhà mình, do đó là mình đã đổi nó. Và đây là cái mà chúng ta có một cái phòng ngủ master, bên trong có khu vực tủ đồ thay quần áo và phòng ngủ riêng biệt bên trong và restroom bên trong. Đó là cái mà mình đã lựa chọn chung với lại team thiết kế bên mình để làm ra được nó. Và có thể nó sẽ không phải là một cái lựa chọn rất tốt đối với người khác, nhưng mà đối với mình thì mình cho rằng đó là một cái lựa chọn mà phù hợp với mình. Còn bây giờ thì mình sẽ mời các bạn đi xem một cái phòng phòng ở đây. Hello. Đây, đây là phòng làm việc của mình, bởi vì hai vợ chồng mình thì làm việc ở nhà,
Do đó để mà thiết kế một cái phòng này, đó là nó giống như một cái văn phòng vậy đó. Mình thiết kế bàn làm việc ở trong và tụi mình có nguyên cái không gian trong này để làm việc. Và bên này là khu vực làm việc của mình. Những cái video clip là mình dựng ở đây. Rồi những cái dự án của mình cũng làm việc ở trên này luôn. Đây là một trong những cái bình nước mà mình yêu thích do một lần đi xem phim ta cho. Và cái phòng làm việc này nó riêng biệt á. Nó làm cho tụi mình có cái cảm giác là nó tách bạch hẳn ra giữa công việc và cuộc sống. Mình vô phòng này, mình đóng cửa lại là giống như mình đã đến văn phòng để làm việc rồi á. Còn mở cửa ra đi ra kia có nghĩa là bạn đã về nhà. Và từ phòng làm việc của tụi mình nhìn ra, đó là những tòa nhà của Vinhome Grand Park. Cái khối nhà mà nhỏ nhỏ này nè, đó là cái trung tâm thương mại, nó sẽ ở đó. Còn khu vực đất trống này á, mình có nghe nói đây là khu vực của đất trường học. Còn nhìn bên dưới nó là hồ bơi nè. Bạn thấy cái phòng làm việc của tụi mình nhìn ra nó giống như đang làm việc ở resort không? Ok, còn đây là cái khu vực bên tay trái của phòng làm việc. Thì mình có bảng để bố trí công việc nè. Rồi một số cái kệ, trong đó là cái hốc tường. Và mình sẽ làm thêm một số cái đợt kệ để mình bỏ những cái đồ linh tinh của mình mà mình ít chú ý đến nó đó. Mỗi lần mở cửa ra thì cái đó nó sẽ bị lấp mất. Còn bạn biết cái này là để làm cái gì không? Đó là để giải trí. Hoặc là ghét ai á, thì dán tấm hình nó lên xong rồi phóng. Còn đây á, là cái bàn nhỏ. Cái bàn này á, thì lúc đầu thiết kế nó không có. Do là con mình nó đi học về rồi cái nó nói chứ ủa, bên phòng làm việc vậy cái bàn làm việc của bạn không? Thì ok, bạn sẽ có bàn làm việc dạng đơn giản thôi. Tại vì thực tế là bạn về nhà, bạn không có bài tập gì để làm cả. Bạn mới học mẫu giáo thôi. Nên cái bàn này là có để cho bạn qua đây. Khi mà ba mẹ làm việc thì bạn có chỗ để bạn ngồi, bạn bắt chước, bạn cũng tham gia vào công việc. Bạn lớn rồi. Ok, thì hôm nay thì mời các bạn đi tham quan cái văn phòng làm việc của kênh Sống TV một xíu ha. Đó. Rất đơn giản thôi. Còn bây giờ thì mình sẽ đi tham quan cái phòng cuối cùng ha. Phòng của em bé nhà mình. Đây. Một cái giường rất là to. Và cái giường này á thì nó có thể tách đôi thành hai cái giường nhỏ. Kích thước bề ngang là 1m2. Hiện tại thì mình đang ghép chung lại với nhau. Bởi vì buổi tối á, thì mình với các con á, qua đây chơi chung với nhau rồi đi ngủ. Thì sẽ dỗ cho các con ngủ bên này. Nên ghép lại cho nó rộng. Khi nào các bạn lớn thì sẽ tách đôi ra. Để mỗi đứa một giường. Thế thôi. Và đây là phòng ngủ của trẻ em. Do đó là nó sẽ... Đây. Trời ơi. Mình thiết kế những cái tủ như thế này cho bạn để đồ chơi. Và các bạn có con nhỏ chắc là sẽ biết rồi. Nó bừa bộn lắm. Rồi, tiếp theo, mình có tủ quần áo. Tủ quần áo thì mình làm theo cái phong cách là lên tới trần nhà luôn. Để ở trên á, thì tận dụng cái không gian đó. Và thông thường á, thì cái tivi này á, nó được mở lên nhiều nhất. Còn cái tivi khung tranh ngoài kia của mình đẹp đẹp vậy á, thì có vẻ chứ ít người ra đó coi lắm. Ra đó còn ngồi chơi với nhau không. Còn đây là toilet. Và các bạn sử dụng toilet bên này. Và cái nhà của mình nó có cái đặc biệt đó là toilet hoàn toàn nằm trong phòng ngủ và không có cái toilet nào sử dụng chung bên ngoài cả. À, lúc đầu á, thì mình thấy cái việc này có vẻ như không có nhà nào mà làm như vậy cả. Tuy nhiên khi mà mình quyết định cái phương án thiết kế như thế này á, thì bên thiết kế nội thất cũng có nói với mình á, họ đã từng làm những cái nhà mà như thế rồi. Bởi vì chủ nhà và các con có những không gian riêng và không có lý do gì cần phải có một cái toilet chung cả. Do đó bên thiết kế họ đã mạnh dạn họ nói với mình là chọn đi, ok đó, không sao đâu. Và khi mà mình quyết định là mình lựa chọn cái phương án thiết kế này thì sau đó mình về đây mình sống thì mình thấy là đó là một cái lựa chọn nó đúng, nó không có sai. Bởi vì những cái toilet nó nằm ở trong phòng và nó không có xuất hiện những cái vấn đề gì về bất tiện cho mình cả, mà mình còn cảm thấy là nó dễ chịu hơn nữa đó. Nơi ok. Và hôm nay thì mình đã mời các bạn đi tham quan cái nhà mới của mình ha. Đây là một căn hộ 3 phòng ngủ, kích thước là 91m2 ở Vinhome Grand Park. Và mình đã lựa chọn cái cách thiết kế đó là
thiết kế kiểu Đông Dương, Indochina. Và mình rất là cảm ơn cái sự nhiệt tình trong thiết kế và những anh em thợ đã chỉnh chu làm cái nhà này cho mình. Bạn biết cái nhà này thi công không? Gần 3 tháng mới làm xong. Và họ đã phải làm việc rất là tỉ mỉ và chăm chỉ. Và nếu mà bạn thích cái phong cách này thì bạn có thể liên hệ số điện thoại hiện trên màn hình ha. Đó là công ty nội thất Phú Phát cho anh bạn mình. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo trên kênh Shop TV. Goodbye!